Tiếng còi đã được cất lên và hiệp thi đấu đầu tiên bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu thì tôi xin được giới thiệu thành phần danh sách cầu thủ cũng như là màu áo ra sân của các đội như sau. Bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn nhỏ quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ Santut ra sân với trang phục xanh dương, gồm các cầu thủ như sau. Số 99 Mạnh Linh. Bóng lại thuộc về chân của cầu thủ bên phía của Mark Capito. Dứt điểm ngay. Nhưng đó là một tình huống đâm bóng vô cùng xuất sắc của thủ môn bên phía của Santut. Rất tốt. Đại Bin. Đó là một tình huống phạm lỗi. Dứt điểm ngay. Tay kìa. Rất tốt, Đại Bin. Cường Linh. Tốt. Đó là một nỗ lực của Cường Linh trong tình huống bóng vừa rồi. Peterick. Khi mà có quá nhiều cầu thủ áo xanh. Đại Bin. Ôi, về tuyến 2 chứ. Khi mà có quá nhiều cầu thủ áo xanh đang ở sân nhà thì có vẻ như là những mảng phản công dành cho cầu thủ bên phía của Macapito. Đại Bin. Dứt điểm ngay. Không được. Chuyển sớm lên của anh ơi. Đánh đâu. Tỷ số dành cho cầu thủ bên phía của Mark Capito. Và người vừa lập công không ai khác chính là Đại Bin, cầu thủ mặc áo số 20. Từ một tình huống phạt góc sau đó thì Đại Bin đã chọn một vị trí quá đẹp. Với việc dẫn trước với tỷ số 1-0 thì chắc chắn rằng là sự hưng phấn của cầu thủ bên phía của Mark Capito lên rất cao. Dứt điểm ngay. Trọng tài xác định xem một tình huống phạt góc dành cho cầu thủ bên phía của Mark Capito. Sau đó là một tình huống ra chân của Dũng Ramos khiến bóng biến mất luôn. Để thực hiện một tình huống rẽ phải. Vẫn còn. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ bên phía của Mark Capito. Từ một tình huống lập bọc trước vòng cấm của thủ môn Quốc Hữu. Sau đó bằng một cách thần kỳ nào đấy thì bóng đã vào lưới. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chào bóng lên. Khống chế là tốt. Nhưng để mất bóng quá nguy hiểm. Và đang có bàn thắng cơ hội. Good. Và đang có bàn thắng rút gọn tỷ số dành cho cầu thủ bên phía của Santut. Đó là tình huống lập công từ Philip, cầu thủ áo số 17 thuộc biên chế của Santut. Xí chủ. Vẫn là một đường treo bóng vào trong. Dứt điểm ngay. Và đang có bàn thắng cơ hội dành cho cầu thủ bên phía của Santut. Và người lập công là cầu thủ áo số 45 Tiến Nam. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên đã có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Đội bóng tốt. Cư Linh. Peterick. Quá đáng tiếc. Một cơ hội bỏ qua. Một tình huống bỏ lỡ 10-10 của cầu thủ áo số 9.
bóng của Linh thì đã tốt này. Linh được không? Linh quay là tốt. Xí chùm. Dứt điểm ngay. Để cho Cư Linh. Không được. Xanh đạp, xanh đạp. Xanh đạp vào ống đồng. Đã có những tình huống va chạm không đáng có. Và hai cầu thủ từ cả hai đội đang tỏ ra khá đau trên sân. Không trông đau lắm. Là hơi nhẹ. Vẫn còn. Sơn không được. Tốt, đã đây. Tốt rồi, đã. Nhưng đó là một tình huống nguy hiểm từ lúc vào sân mà Văn Sơn tạo ra. Dũng ra. Bơm đôn. Dũng ra bớt. Và đã có là thắng dành cho cầu thủ bên phía của Makimoto. Phút thi đấu cuối cùng là phút thi đấu bùng nổ nhất mà cầu thủ bên phía Makimoto tạo ra. Và chúng ta đã thấy được bàn thắng thứ 3. Bàn thắng thứ 3 đã dành cho cầu thủ áo xanh bè lần này. Và nếu tôi không nhầm thì người ghi bàn, và người ghi bàn lập công là Dũng Ramos. Còn 1-2 phút nữa thôi. Và đây có vẻ như là trận đấu an bài rồi. Phí bóng rồi. Giữ bóng lại. Giữ bóng lại em. Phút thi đấu cuối cùng là những phút thi đấu vô cùng bùng nổ. 1-1 gặp anh ơi, Sơn ơi đừng bỏ. Theo sát luôn. Theo sát luôn. Không để cho họ. Đánh đâu? Quá hay! Và chúng ta đã thấy được sự bùng nổ đến từ Sa Tút. Đá đây, đá đây! Cố lên, cố lên! Một tình huống đánh đầu quá đẹp. Một đường chuyền là như đặt. Và trận đấu lại đưa về vạch xuất phát một lần nữa. Mọi nỗ lực của cao thủ bên phía Makabito. Trong tình huống đá biên lần này nữa hay không? Dũng ra một. Văn Sơn. Và tiếng còi đã cất lên. Kết thúc hai hiệp. Tỷ số là 4 đều. Tỷ số là 4 đều. À, tỷ số là 3 đều.